Rồi ta qua phần bài tập áp dụng thứ nhất ra À, trộn 4,958 lít nitrogen và 19,832 lít hydrogen. Có xúc tác thực hiện một thời thử một thời gian thì thu được là 1,7 gam ammonia. Viết phương trình vững hoặc sẽ ra tính hiệu suất vững. như vậy chúng ta yêu cầu tính hiệu suất ra với phương trình nhìn cho tự lượng nha. Rồi, chúng ta có đây. Các em bước một em tính số mol đúng nè. chúng ta tính số mol ra là 4,985 em chia cho chương trình mới là 24,9 nha. lúc này chúng ta tính được mol nitrogen là 0.2. Tương tự như mol hydrogen chúng ta tính được là 0.8. Và mol ammonia các em chia cho phân tử khối của nó là 1,7 chia cho 17 ha. Ở đây 0.1 mol. Rồi như vậy các em cũng à, giống như trên thì chúng ta thấy tỷ lệ của À, phương trình nitrogen và hydrogen là 132 các em vẫn lập tỷ lệ để chúng ta tính hiệu suất theo cái nào mà chúng ta tính theo à, số mol thiếu ha như vậy các em lấy 0.2 chúng ta lấy 0.2 chúng ta chia 1 là 0.2 lúc này nó bé hơn 0.8 chúng ta chia cho 3 là 0.267 ở đây hiệu suất à, với 100 phần trăm thì nitrogen hết trước cho nên chúng ta hiệu sức chúng ta tính theo này chỗ dành Rồi phương trình phản tổng hóa ammonia chúng ta sẽ ra luôn ha. Ở đây các em có đưa phương trình là ban đầu á thì chúng ta có là 0.02 chưa nitrogen, 0. À, xin lỗi 0.2 nitrogen và 0.8 hydrogen. À, số mol ammonia là 0.1 ta nhân cho 1 chia 2 ra chỗ này là 0.05. các em lấy hiệu suất sẽ bằng 0.05 em chia lượng à, ban đầu là 0.2 chúng ta được là 25 phần trăm như vậy cho em đoạn đáp án là câu à, câu B